Qua, Ban Thường vụ huyện đoàn Tam Nông đã tổ chức hội nghị tổng kết tháng thanh niên và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2019. Tháng thanh niên năm 2019 được Ban Thường vụ huyện đoàn Tam Nông triển khai từ ngày 28 tháng 2 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019. Sau một tháng thi đua sôi nổi, tuổi trẻ Tam Nông đã tổ chức thành công nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực như tuổi trẻ đất tổ chung tay xây dựng nông thôn mới, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tham gia đảm nhận 32 công trình thanh niên, trồng gần 4 km đường hoa, cây xanh, xây dựng 3 công trình, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Huyện đoàn cũng đã tổ chức khám bệnh, tư vấn và phát thuốc cho trên 100 hộ gia đình chính sách. Các hoạt động tháng thanh niên có sự đầu tư về chất và lượng, hoạt động phong phú và vận động được đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia. Nhân dịp này, Ban chấp hành huyện đoàn đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tháng thanh niên năm 2019, đồng thời công bố quyết định thành lập câu lạc bộ lý luận trẻ cấp huyện gồm 11 thành viên.